Quý vị, đây là vườn ao chuồng nhà Duy. Bây giờ Duy sẽ ra cái vó, Duy cất xem có cá không. Mến chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với quê hương Duy. Quê hương Duy ở Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình. Về quê sướng lắm quý vị ạ. Tối qua, một mình Duy ra giữa cánh đồng nhá, ngắm trăng và nghe tiếng ếch ộp, tiếng dế kêu, thật là thú vị. Buổi sáng Duy dậy sớm, rồi lắng nghe tiếng gà gáy nữa. Thực sự những khoảnh khắc đó Duy rất hạnh phúc thú vị. Ở thành phố thì Duy không có cơ hội làm những cái việc đó, nhưng khi về đến nhà, Duy giống như được sống lại cái ký ức tuổi thơ. Cũng như Duy cảm nhận thấy rằng mình thật may mắn, hiện tại mình vẫn được hưởng thụ những điều đó. Nếu về quê mà không làm những cái món nó rất là quê hương thì quả là thiếu sót. Duy sẽ về Duy chế biến những cái món nhà Duy có sẵn, bắt được con gì Duy làm con đấy. Nhưng chế biến theo cách rất là chuyên nghiệp, Duy nghĩ rằng bố mẹ Duy chưa bao giờ ăn những cái món ở nhà như thế. Mời quý vị và bạn cùng Duy, chúng ta cùng đi. Đây là vườn ao chuồng nhà Duy. Bây giờ Duy sẽ ra cái vó, Duy cất xem có cá không. Nếu mà không có cá thì Duy sẽ bày ra món khác. Có cá thì Duy sẽ làm món cá hấp hoặc là cá nướng. Được mỗi con cá trôi nhỏ chưa lớn quý vị ạ. Tình hình như này hơi căng đây. Kia rồi, có món vịt kia rồi. Tôi ra bắt vịt em ạ. Vịt thì làm món gì được nhỉ? Duy sẽ đánh tiết canh vịt và om riêng mẻ. Thôi đừng bắt vịt con. Để cho nó chơi. Đây thưa quý vị, vườn nhà Duy đây. Cái cây cao cao đây đó là dưa chuột. Còn cái cây phía trước đó là đỗ xanh. Quý vị biết cây gì đấy không? Đây chính là lá đu đủ. Duy sẽ gắt khoảng tầm 3 lá đu đủ để Duy mang về làm vịt. Đây cũng là một trong những cái tip nhỏ quý vị nhá, để làm lông vịt nó dễ. Vâng thưa quý vị, lá đu đủ chúng ta gắt về nhá. Chúng ta sẽ vo một chút thôi. Sau đó chúng ta sẽ thả vào nồi nước tí làm lông vịt. Chờ nước sôi khoảng 5 phút xong chúng ta sẽ làm. Bây giờ Duy sẽ ra Duy làm thịt vịt. Bởi thưa quý vị, Duy thường đánh tiết canh vịt bằng muối. Có nhiều kiểu đánh quý vị. Có thể đánh bằng chanh, có thể đánh bằng nước mắm, bằng muối hoặc là mì chính hay cái gì đó. Nhưng mà Duy thường đánh bằng muối. Duy chọn cái này nó tối ưu nhất bởi vì tiết nó sạch và tươi. Bởi thưa quý vị, đây con vịt nhà Duy đây. Con này khoảng hơn 3 cân. Nó không phải vịt cỏ mà nó là vịt super, tức là vịt siêu thịt siêu lạc đấy. Một con vịt hơn 3 cân thì chúng ta pha chế như thế nào? Đây quý vị, muối Duy sẽ cho khoảng nửa thìa. Muối là muối biển hạt to quý vị nhé. Đây là nước sôi để nguội. Duy sẽ cho khoảng tầm 2 thìa lớn. Đó. Rồi, mình sẽ cho thêm nửa thìa nữa. Khi muối hòa tan, Duy sẽ cho sang bát mới, cho nó sạch quý vị ạ. Rồi, ok, thế là xong. Bây giờ Duy sẽ cắt tiết. Bởi quý vị, đây là bạn thân của Duy ở quê. Bạn ấy là người gốc Sài Gòn. Vịt bao giờ chúng ta cũng cắt ở bên phía trái. Duy thì Duy cắt cánh. Hơi đau. Lấy đĩa đậy vào. Đây thưa quý vị, đây là tiết canh nhá. Nước sôi thì chúng ta đừng để sôi quá nhé. Sôi quá cho vịt thì nó sẽ bị sát vịt. Chúng ta dội nước sôi đều quý vị nhá. Con vịt này ít lông cánh đúng không anh? Con này dễ làm. Vâng thưa quý vị, ở quê ấy, mặc dù chơi với nhau nhưng mà ông này ông ấy lấy chị họ mình. Nên là toàn phải gọi là anh, không là người lớn nghe thấy là họ mắng đấy. Vịt này là con nó bơi dưới nước mà quý vị, lâu ngấm nước. Chúng ta phải để nó ngấm hẳn thì nó sẽ dễ làm.
Dưa chuột đây quý vị này. Đang mùa dưa mà. Rất thích luôn. Bây giờ Duy sẽ đi đào xả. Giường nhà Duy cũng có nhưng mà mẹ đã làm sẵn ở kia rồi. Mình chỉ thiếu mỗi xả thôi. Tí mình cũng hái la chanh. Lá chanh thì rất là nhiều. Mình sẽ chọn những cái lá nó không non quá. Món tiết canh thì lá chanh thì không thể thiếu được. Rồi lá mùi tàu này, rau húng này. Là Duy chuẩn bị hết những thứ đó rồi. Bây giờ Duy sẽ chuẩn bị Duy nướng hành. Nhưng mà nhà Duy thì không có rơm với rạ. Bây giờ sang nhà hàng xóm xin ít rơm. Chú làm gì đấy? Chú có rơm không? Rơm rơm? Không có. Không có cơ? À thế à? Thế thì mình về nướng bằng cái này vậy. Đây, lá nhãn này, rất là nhiều. Rồi, thế là được quý vị ạ. Hành nướng thì nó thơm. Vâng thưa quý vị, nhân tiết canh Duy sẽ lấy một ít thịt sườn của con vịt này kèm với cổ vịt này. Cổ vịt thì Duy bỏ hết lớp mỡ, lớp da ra. Tiếp theo Duy sẽ lấy mề, lấy lòng của con vịt này Duy luộc lên để cùng làm nhân nữa nhé. Bây giờ chúng ta mang những nguyên liệu này vào để luộc chín. Để thịt vịt sạch và đỡ hôi, quý vị nhớ sát muối sau khi làm sạch lông nhá. Phần thịt này Duy sẽ chặn ra để nấu om. Rồi, thế là xong. Bây giờ Duy sẽ ướp các gia vị vào đây. Đầu tiên Duy sẽ cho mẻ. Xả này. Riêng này. Hạt nêm này. Hạt tiêu này. Đường này. Tương bần quý vị này. Mắm tôm này. Mắm tôm này là mắm tôm nhà Duy làm nên nó có màu này quý vị ạ. Cho ít tỏi vào nữa, ít hành này. Ớt này. Lá chanh. Rồi chúng ta sẽ đảo đều lên. Rồi, bây giờ Duy sẽ ướp trong vòng 30 phút là Duy sẽ om. Thế là xong. Thưa quý vị, đây là phần cổ vịt Duy đã luộc chín rồi. Bây giờ Duy sẽ đập dập nó ra, sau đó băm nhuyễn để làm nhân tiết canh nha. Vâng thưa quý vị, mề, gan, tim, rồi lòng chúng ta cũng thái băm nát ra để tím làm nhân. Duy sẽ có một chút thịt ngan nữa, hành nướng nữa. Vâng thưa quý vị, bây giờ Duy sẽ làm món vịt om riềng mẻ. Đầu tiên, Duy sẽ phi hành lên. Mình cho chút dầu ăn ra. Khi dầu nóng, Duy sẽ cho tỏi này, hành này, xả này, phi cho nóng lên. Rồi, khi phi nóng, Duy sẽ cho thịt vào. Duy sẽ xào qua thịt vịt. Khi nào mà nó co hết lại, nó tái hết đi. Thế là mình sẽ cho vào nồi mình om. Vâng thưa quý vị, nhân nhức đã xong hết rồi. Hành nướng Duy cũng đã băm vào đây rồi. Quý vị có thể nhìn thấy tiết này. Ở bên trên nó giống như là huyết tương ấy. Mình sẽ gạn cái tiết này đi. Khi gạn rồi chúng ta sẽ đảo đều lên nhá. Đấy, quý vị nhìn tiết này, đỏ tươi luôn. Duy sẽ bốc nhân vào đây. Duy sẽ cho một chút mì chính vào nước quý vị nhá. Nước thì chúng ta tận dụng luôn cái nước luộc vịt. Và chúng ta chú ý là nước là phải để nguội hẳn nhé. Vâng thưa quý vị, Duy sẽ pha tỷ lệ 1:1. Một tiết một nước. Hãy subscribe.
Đấy quý vị, đấy, thành phẩm đấy. Thế là xong. Duy sẽ trang trí một vài miếng gan trên đây. Tí nó đông hẳn thì Duy sẽ rắc lạc lên quý vị nhé. Hoặc là để ăn ngoài cũng được. Này, chúng ta nhìn này. Ban này đã đông rồi. Vâng thưa quý vị, khi chúng ta đã xào săn nó vào rồi, Duy sẽ đổ sang nồi để Duy om. Duy sẽ lấy cái nước xít luộc vịt. Mình sẽ để sấp sấp thôi, không cần nhiều lắm. Để om sấp sấp thịt. Rồi Duy sẽ đậy vào và om trong vòng 30 phút nữa là bỏ ra ăn cơm là vừa. Vâng thưa quý vị, thế là xong rồi. Duy sẽ mang ra để sắp xếp. Ồ, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Wow, rất là hấp dẫn luôn quý vị ạ. Thơm anh. Rồi, rất hấp dẫn quý vị ạ. Sau đây, chuẩn bị ăn là vừa. Duy sẽ rắc một chút lạc lên đây cho đẹp quý vị nhé. Đây, quý vị nhìn này, đông này. Đông này. Đông này. Đông này. Ok, chúng ta sẽ sắp cơm và gia đình mình cùng ăn thôi. Vâng thưa quý vị, thế là đã xong hết rồi. Bây giờ gia đình Duy sẽ dùng bữa cơm trưa. Mời quý vị và bạn cùng gia đình Duy ăn nhé. Con mời bố, mời chú, mời anh. Chúc mọi người sức khỏe. Ừ, bố đang bận tí con nhé. À, ngon quá. Bố ăn thức canh đi, chú ăn. Bố ăn thức canh à? À thế à? Bố Duy, Duy sẽ thử tiết canh luôn. Duy sẽ cho chút hạt tiêu vào quý vị nhá. Sau đó sẽ vắt ít chanh lên. Đó. Đây vị, rau húng này, mùi tàu này. Quý vị nhìn thấy không? Thì rất là đông luôn. Wow, tuyệt vời lắm quý vị ạ. Bây giờ Duy sẽ làm miếng có rau thơm với lại gan của vịt. Má lắm ạ. Anh Vũ ăn đấy. Chú ăn thử không? Number one. Làm chuẩn em. Chuẩn không anh? Được. Hết đi. Đó. Duy sẽ thử cái miếng thịt om với lại riêng mẻ nhá. Om sao? Không kỹ nữa. Mùi riêng mẻ, mùi xả. Rồi thịt vịt chín mềm, rất là vừa. Ngon lắm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hy vọng video này quý vị có thể tự mình đánh cho mình cái món tiết canh yêu thích. Rồi món vịt chế biến nó khác đi một tí. Duy nghĩ rằng đây là một món quà nhân những ngày nghỉ lễ dành cho gia đình mình. Quý vị hãy like cũng như hãy chia sẻ video để nhiều người biết đến hơn. Có thể gọi điện cho Duy theo cái số điện thoại Duy để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận của video. Duy có trang Facebook Hà Nội Phố, Duy để trong phần mô tả. Quý vị có thể nhấn like để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Ăn cơm không? Rồi, mời bố, mời chú.